xin chào các bạn à, chúc các bạn một buổi tối tốt lành tràn đầy niềm vui sau lập xuân một tuần các bạn à thời tiết nó ấm lộc vải nó ra à, hoa vải nó ra gọi là như cái chổi xẻ luôn các bạn ạ à. gọi là dã và man luôn à, từ hôm lập xuân đến thời điểm này thì miền bắc à, gọi là được một tuần các bạn nhé gọi là một tuần mà thời tiết nó nồm ẩm ấy nó ồm nồm ẩm này nó mưa này thành ra cây hoa vải các bạn thấy khủng khiếp không quá khủng khiếp luôn nó uh, kèm một chút lọc này thì đẹp đấy các bạn này. <laughs> đá lọc một chút chút này không lo đâu nhiều bạn cũng bảo là có phải diệt lọc không mà không lo cả kẹt lọc này ok cũng có cái nhiều cái nhiều bác nhiều anh chị uh, cũng bảo để thích nguyên lọc cũng như thực ra là tùy theo mỗi người thôi nhưng mà với vấn đề như năm nay thì cái lượng hoa nó rất là ok các bạn nhỉ Cảm giác dài như trông thấy các bạn ạ Dài như là cái rau đỗ giá ấy. Để Một tuần trước nhìn nó khác hơn rất nhiều nhé Mà một tuần gọi là 5 ngày đến sau Nhìn nó gọi là cực kỳ bất ngờ luôn chỉ từ giờ đến cuối tháng nhé Từ giờ đến khoảng hết tháng riêng thôi Chục ngày nữa hết tháng riêng thôi Thì đương nhiên rồi Có lẽ là nó sẽ ra và ra đủ độ dài luôn nhé Còn thời điểm này thì thế này cũng đã Ra cũng tương đối ok rồi đấy Lớp hoa đầu này ừ. Đó đây chẳng mấy chốc lại nở hoa thời tiết nở hoa thời tiết hoa vải nó nở nó ủ và tiếp tục thời tiết nồm ở miền bắc nhé đây mình ra mấy cái cây phía ngoài chỗ nhà mình thì xem sao nhé đây đây là vừa rồi là cái cây thanh hà các bạn ạ còn đây là vải ngọt này các bạn này Đó, đã lên tầm tầm này Đó, cây này nó đuối đuối nó kém nhất nhé thế mà cũng lên rất là khỏe nhé nhìn nó rõ ra, nhìn nó ra ưng, ừ, dài quá các bạn ạ. Ở à, cái này thì vừa này thì nhà mình đã bón lân rồi, lân và kali nhé, lân, uh, lân lâm thao. Ấy. Đây, vừa bón và tưới rồi, Đã cho anh em tưới hết rồi. Để tưới để sau mật hoa mập hoa vào cho nó kích hoa tăng lên đúng không nhỉ? Đó còn các bạn đã tưới chưa? đây tưới đây, đấy, phần lần rất là ok đấy. nhiều bạn thì cũng có lẽ là cũng chưa tưới nhưng mà nhiều nhà thì đã tưới rồi. trong đó mình cũng đã tưới luôn nhé. Đó, này hoa này, này mấy cây này, này là hơi gọi là vải ngọt nó hơi đuối đuối lọc hơi yếu yếu lọc nó hơi kém nhé. còn những cây mà nó khỏe lọc đủ lọc mà nó ra tầm kiểu giờ trước ấy nó ẩm lên là nó lên rất khỏe luôn. Đây, lần lâm thao đây các bạn. đó Đấy, con đầu của nó đây. Đấy. Phần hóa hoa rõ ràng, trắng tinh luôn. À, năm nay thì nhuận 2 tháng 2 các bạn ạ. 2 tháng 2 âm lịch. Đấy, thì đương nhiên rồi. Chúc ngày nữa là sang tháng 2 đầu tiên nhé. Thì có lẽ là hoa nó sẽ rất là khỏe. Còn để mà nạ, hoa nó nở hết thì có lẽ là cũng phải rơi vào nở xong xuôi. Để chăm vải thì cũng phải hết tháng 2 sau các bạn ạ. Hết tháng 2 sau. Hoặc là giữa tháng 2 sau đương nhiên thì nó cũng rơi vào khoảng tầm một tháng hai một tháng nữa này mới là một tháng gọi tháng nữa thì mới gọi là tháng 20 tháng 2 còn thêm một tháng nữa 20 tháng 2 thì còn rất là dài tại tiết hoa vải như cái chổi sẻ cái cơn hanh vừa rồi thì cũng rất là tốt các bạn ạ bao nhiêu lọc là nó cũng teo hết đây. bao nhiêu lọc teo hết đến giờ ấm cái là nó đùn hoa ra Đó. có nhiều bạn đã cảm thán ôi được mùa vải chỉ thấy là câu ôi được mùa vải và nhiều bác cũng dùng mình rồi đấy Đây. Bởi vì năm nay nói thật các bạn này anh chị là đi khắp cả huyện Mình chưa thấy một vườn nào có lọc nhé Tức là lọc bình thường như mọi năm ấy, Tầm này đi thì nhiều cánh nhiều cánh đồng này Hoặc là nhiều đồi, nhiều cái quả núi Nó có cũng loáng thoáng cái màu đỏ Màu đỏ của của lọc vải các bạn ạ đây, lọc vải tức là nếu mà có lọc rồi thì sẽ không có hoa tức là chỗ đấy nó mất mùa đấy ừ. nhưng năm nay đi cả toàn huyện luôn là một màu đen màu xanh như này này đây, màu xanh màu là màu màu xanh vải lá đen đây này, này đó thì là năm nay cái tỷ hồn lệ hoa chắc nó phải đạt đến trăm phần trăm các bạn ạ. tức là trăm phần trăm mình gần như không thấy luôn cái 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 cái, cái chỗ nào đỏ cả. còn của bác nào có màu đỏ mà có lọc không thì các bạn nếu đã xem được video này các bác comment lên nhé cái màu xanh thẫm như này này hoặc là một số mà nó ra lộc cuối rồi nó vẫn ra được hoa các bạn ạ. đó phần hóa cực mạnh luôn nó ấm nó ra quá khủng khiếp đây còn chưa kể là cái cây mà hôm trước nó đầu tiên ở vườn nhé Đấy lát mình lên phía trên này, này. để mời các bạn các anh chị cùng xem nhé đây các bạn này. đây là cái đường vải mà nếu các anh chị xem ở video của mình thì đã rất là quen thuộc rồi năm nào cũng thế khu này vải rất là đẹp luôn gọi là đường vải còn đây chính là cái cây vải mà ra sớm nhất đây các bạn wow nhìn thấy rõ, các bạn anh chị nhìn thấy rõ không ạ quá rõ luôn đúng không Đấy, chùm chứ của nó ra khoảng 20 cm rồi Đấy, cây nó ra quá khỏe ừ. cây này khi mà nó ra đầu tiên cách đây khoảng chục ngày thì là chưa một cây nào ra cả Đấy, thì cây này nó đã ra và đến thời điểm này thì nó đã Đấy, một gang này các bạn này hoa đã một gang rồi này Đó, rất là ok nhé À, nó như cái chuỗi xẻ ấm lên đúng không quá là tuyệt vời. Đấy, thời điểm này thì các bạn uh, cũng phải xử lý thuốc sâu nhé. Thuốc sâu đây các bạn nhìn này, đây nó đã quấn lên này các bạn nhìn này, đấy, sâu nó đã quấn đây này này, đây có con sâu này đấy nó quấn tổ, nó quấn tổ và nó cắn hoa nhé, nó vừa uh, vừa quấn đây rồi, đây nó quấn đây rồi các bạn đây. Đấy, cái sợi trắng của nó đây, nó sẽ quấn uh, quấn tổ cắn hoa đương nhiên rồi. Các anh chị phải phun thuốc sâu này Ít nhất là cũng phải đôi Chắc ít nhất được đủ 1-2 lần rồi Thuốc sâu, thuốc bệnh Thuốc sâu, thuốc bệnh nhé Thán thư, mốc xương À gọi là thán thư Cứ phân trắng như kiểu tao Đấy sưng mai cho hoa vải các bạn nhé Đó Cây rất là cao, rất là ok Cây này thì ghép từ cây u hồng nhé Gốc thì là gốc phải u hồng Mà ghép cành thanh hà vào Để Nó khỏe Cũng nhận khỏe thật các bạn ạ Đó. đấy thì có các bạn các anh chị thì tỷ lệ hoa đã ra dài chưa ra ok chưa à, một cái mùa hoa được thì chắc hẳn là quả sẽ được mùa <laughs> à, bởi vì là à, như mình nói là muốn được quả thì phải có hoa chứ trừ hoa hồng này các bạn nhé Để đường hoa hồng đẹp không? Đó nên lại nó liên thiên một tí tức là được hoa vải thì mới có quả vải nha như vậy trước mắt là được mùa hoa rồi nên là nhiều bạn nhiều anh chị cũng lo là vải năm nay bán cho ai bán thế nào nha nhưng mà mình cũng có một cái uh, gọi là cũng phải có niềm tin đúng nhỉ đó là cứ được mua được giá nhỉ biết đâu thị trường trung quốc năm nay hết dịch rồi người ta hết zero covid rồi mở cửa và tất cả vải của mình phục vụ trung quốc hết giá 50 k một cân đúng không các bạn <laughs> thế thì không còn gì bằng đúng không Ừ, ra đó là cái điều mong ước của bà con anh em chị em nói là 50.000 một cân thì đúng là thực sự là đất lục ngạn đã có những năm 10, năm 17 này năm 19 này à, 2019 ấy, 2017 2018 thì rẻ nhé à, có những cái năm mà giá đỉnh nhất của bà con là bán 86.000 một cân nhé bán tại 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 vườn luôn bán cho thương lái mua ấy còn lại đều 45 60.000 là ok nhé Chứ còn thì anh em chúng em cũng chỉ thực ra là mong thì không mong được nhưng nhỉ giá như thế là rất tuyệt vời nhưng ở ví dụ năm nay được giá cái trên dưới 20 000 là ok dễ bán là được các bạn ạ cũng không phải cần quá nhiều còn nếu được nhiều thì càng tốt thực sự là nói như vậy Đó. hoa wow, buổi tối đẹp không các bạn Đó. wow quá là rực rỡ luôn trên là vải dưới là hoa hồng đấy còn những cây vải ngọt thì một số thì nó sẽ ra muộn hơn nhưng cũng đã báo hết rồi các bạn ạ báo hết rồi đây chấm hết rồi ok lắm đấy, cái mong ước nhất của bà con anh em chúng em là được mùa được giá mà hai nữa cái câu tức là cái mong muốn nữa là dễ bán các bạn ạ thực ra là bán vải làm vải rất vất vả nhé bán vải vất vả vặt vải vất vả còn làm vải thì nhàn tức là chăm sóc cây vải thì rất là nhàn đấy còn mỗi cái không cái câu công đoạn là thu hoạch và bán thì nó vất vả thôi. Đấy chỉ mong là dễ bán các anh chị ạ. Vì cái mùa hè nó nóng được lắm. Nó nóng đến 38 40 độ. Người nó rất là mệt. Mà bán toàn gọi là bẻ vải cả đêm mới được một hai tạ vải. Làm chày chặt đi. Mà bán mà không, mà không uh, Xuân sẻ thì phải nói là rất là mệt Và tinh thần nó xuống nhiều lắm nên là cập nhật với các bạn các anh chị tình hình vải như em nhé vải khu vực chỗ như em nhé nói chung là ở lục ngạn nhé Đấy, còn to mại là em cũng không đi được hết nhưng mà cơ bản là cũng đi tương đối nhiều thì cũng phải thấy là năm nay được mùa hoa rất là ok nhé Đấy, hoa đang lên rất là đẹp sau lập xuân một tuần thôi mà phải nói là quá là lên quá là như trồi xả luôn ấm thời tiết ấm mưa nồm thích hợp của cây đâm chồi nảy lọc đâm hoa nảy lọc và chưa nhìn thấy một cái vườn nào gọi là đỏ lá lá đỏ tức là lá non mà lá non thì là nó không có hoa kiểu thế là gọi là mất mùa ấy thì chưa thấy vườn nào cả. còn có bạn nào các anh chị nào mà có thì các anh chị cùng comment lên nhé Đấy cũng chỉ hy vọng là thôi được mùa thì được giá dễ bán thôi các bạn các anh chị Đấy, và hai là đến thời điểm này thì các bạn cũng uh, chăm uh, bắt đầu chăm vào nhé bắt đầu là bắt đầu chăm phân rồi chăm phân từ hoa này đó là thuốc sâu thuốc bệnh cũng bắt đầu vào xử, vào xử lý để cho Uh, cho 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 cây nó đạt hiệu quả năng suất để bắt đầu chăm sóc từ thời điểm này còn thời điểm trước thì thực sự là giống như mình nói là chăm nó rất là nhàn từ sau thu hoạch là giữ một hai lớp lọc hai ba lớp lọc bốn lớp lọc xong là ok thôi. Đó. cũng tối rồi cũng xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại chúc các bạn anh chị sức khỏe một buổi tối ấm áp bên gia đình và cùng cập nhật uh, cùng mình cùng kênh núi lửa lục ngạn À, tình hình hoa vải mùa 2023 các bạn các anh chị nhé và rất mong các anh chị các bạn ở mọi miền tổ quốc chuẩn bị kế hoạch à, sắp ba lô lên và đi để trải nghiệm mùa vải thiều 2023 nó rất là nhanh thôi bởi à, vì quả vải lục ngạn là quả vải tiên vua các bạn chất lượng nó cực kỳ ngon cực kỳ đỉnh luôn rất mong các anh chị đến thưởng thức trái vải thiều lục ngạn trải nghiệm mùa vải thiều lục ngạn à, xin chào và cảm ơn các anh chị đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở các video clip tiếp theo thân ái chào hẹn gặp lại